ngoài bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty cổ phần xi măng Công Thanh còn bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định số 31 QĐ-XP-VPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần xi măng Công Thanh, cụ thể như sau. Phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại điểm E khoản 2A, điều 14, nghị định số 108/2013 NĐ-CP được bổ sung theo khoản 16, điều 1, nghị định số 145/2016 NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Mi Bách Rubik 360, 3 mặt tiền, 6 giải pháp, không âu lo. Khối Rubik biểu tượng của trí tuệ và sự tinh tế chính thức ra mắt tại 122 Xuân Thủy, Hà Nội. Một tâm điểm xanh trên đại lộ hạnh phúc, thiết kế thông minh, căn hộ lập phương 3.0, quy hoạch của tương lai, phong cách sống thời thượng. Mi Bách Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương. Hotline 1800 6350. Quyết định nêu rõ, công ty cổ phần xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thời điểm thông tư số 180/2015 TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, công ty cổ phần xi măng Công Thanh chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch. Phạt tiếp 85 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 34, nghị định số 108/2013 NĐ-CP do không báo cáo theo quy định của pháp luật. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, công ty cổ phần xi măng Công Thanh không báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước các tài liệu bao gồm: báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu, gồm nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Tổng mức phạt là 435 triệu đồng. Thành lập năm 2006 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Ban đầu chỉ là một công ty sản xuất clinker và cho thuê xe trộn bê tông. Công ty xi măng Công Thanh đã phát triển trở thành tập đoàn Công Thanh, gồm 9 công ty thành viên kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, xi măng, nhiệt điện, phân đạm, vận tải, khách sạn, resort, sân golf.